nè. Ủa, hôm nay làm vừa đồ bé thì ghê vậy? Thì hôm nay tặng bông cho Vê mình phải bận đồ như vậy nó mới hợp lý chứ. Tại sao không nói mà đồ đẹp đấy anh? Quên trời rồi mới bạn tặng bất ngờ mà. Tối nay đi ăn với anh nghe. Ăn gì? Ăn cơm chó lẩu. Hello, xin chào tất cả, đã quay trở lại với kênh của thằng Đức. Lầy bữa nhất vũ trụ đẹp trai thanh lịch vô duyên là không có vô duyên. Hôm nay tôi lại tiếp tục quay clip cho anh em coi, nhưng mà như cái tiêu đề mọi người cũng đã biết hôm nay là ngày gì rồi chứ gì. Đó chính là ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế của tất cả đàn ông. Không phải đàn ông mà hôm nay là ngày quốc tế của phụ nữ. Em có cái lời gì muốn nói với các bạn không? Nói đi. Nói đi. Quốc tế phụ nữ anh trai. Quốc tế phụ nữ thì em chỉ biết chút phụ nữ càng ngày càng xinh đẹp á. Trời ơi vô duyên quá. Xinh đẹp thì tất nhiên các chị em là xinh đẹp rồi. Chút cái gì có ý nghĩa không chút xíu đi. Thôi em không biết đâu, không biết gì trơn anh là chút đi. Ủa cái gì cũng tạo gì rồi vậy chứ đu mày có em gì mày chút cái chị em phụ nữ không? Em cô đích em phụ nữ luôn em không có chút được. Trời ơi gì bây giờ cuối cùng là ai chút? Anh chút. Hai thằng bay không có làm được rồi để thì tôi chút. Lời đầu tiên tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị và khán giả đang xem đài. Tình yêu là một cái gì đó rất là thiêng liêng và cao quý. Có những cái ánh mắt lần đầu tiên ta gặp nhau là đã rung động trái tim. Trên thế giới hiện tại có tới hơn 8 tỷ người, nhưng tại sao chỉ có một người làm cho trái tim ta rung động? Thì chắc chắn người đó chính là tình yêu của ta rồi. Đúng vậy, đó gọi là tình yêu. Đó vì hôm nay anh quyết định là sẽ làm một cái gì đó thật là đặc biệt để anh tặng cho chị Vê. Làm gì vậy ta? Mày suy nghĩ xíu coi, mày họ giúp anh trai coi hôm nay làm cái gì cho chị Vê nè. Thường con gái sẽ thích hay anh tặng kim cương đi anh trai. Ủa em trai ơi bây giờ giúp anh coi, bây giờ mình có cái gì đó mình tặng cho phụ nữ không? Có anh trai. Được á, nghe đâu đó cho anh nghe thử coi. Con gái rất là thích những cái gì cứng cứng của điện. Trời ơi tao mày hả mày? Mày cứng là có cái gì cứng? Kim cương nó cứng anh trai. Kim cương à? Ủa vậy là không lẽ phụ nữ rất là thích treo trang sức đúng rồi ta? Đúng rồi, đeo trang sức nè, rồi đến kim cương nên nhìn đẹp lắm anh trai vậy. Thôi nhưng mà kim cương tiền mắc lắm, anh đâu có tiền đâu anh mua. Trời, không có đúng không? Không có. Cho anh viên xà chơi. Mày có hả? Đâu viên xà chơi. Viên kim cương bự vậy? Thì đó. Trời ơi nhưng mà cái này mà đeo lên tay của chị Vê hả? Bà đeo lên bà gãy tay bà luôn sao? Ủa dạ. Chứ sao viên kim cương phải nhỏ thôi cái viên này ai mà đeo cho đổi. Thôi vậy trả em anh trai. Giữ lại làm bằng chứng. Để qua hỏi gì đâu. Chỉ có em trai Gino bây giờ em có ý kiến dòng em giúp anh để chinh phục cho chị Vê hôm nay coi. Để em suy nghĩ coi, bình thường con gái á là mình phải đánh vô tâm lý của người ta. Đánh vô tâm lý dễ mà. Đánh tâm lý chứ phải đánh em. Đúng rồi, vậy là đánh vô ở bên trong tâm lý đúng rồi, đúng không? Anh phải nói những lời mà hoa mỹ mật ngọt với chị Vê. Người ta nói mật ngọt là chết rồi, nhưng mà để coi chị suy nghĩ xem chị Vê thích cái gì nhất. Chị Vê thích con mon. Hả? Vậy không lẽ mày kêu tao làm con bò sữa? Tâm bậy không à, mặt anh gì sao làm con chó được. Vậy thôi à, anh kiếm gì anh làm với chị Vê đi. Tôi biết rồi, hình như là phụ nữ rất là thích bông hoa luôn. Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ làm một vườn hoa tặng cho chị Vê. Ui, vườn hoa. Vườn hoa giống đó được mà anh trai. Kệ đó đó, cái kệ này có cái bông nào đâu. Nhưng mà mình làm y chang như vậy. Tâm bậy không à, nếu như mà làm một cái vườn hoa thì nó quá bình thường rồi. Anh em mình phải làm cái gì đó nó khác thường mới được. Vậy mình làm cái gì bự bự đi. Ok, thì tôi sẽ làm một cái bông hoa khổng lồ hôm nay để tôi tặng cho chị Vê. Trời ghê chưa, ghê chưa. Ok anh em, bây giờ trên tay tôi là những cái nguyên liệu cần có để hôm nay làm nguyên một cái bông hoa khổng lồ. Đây là những cái cuộn ống làm bằng giấy nha. Hôm nay tôi quyết định sẽ làm cái bông hoa màu hồng. Cái thân hoa sẽ là màu xanh lá cây và hai cái lá sẽ là màu tím. Không em nghe nó sai sai gì anh trai. Gì chứ sao? Màu xanh lá làm lá cây mới đúng chứ. Ha. Vậy bây giờ mình đổi lại đi, lấy cái xanh lá để làm lá cây, còn cái cây màu tím này sẽ làm thân cây. Bây giờ thân cây mình sẽ lấy cái cây này làm thân cây đi. Dạ. Mà có cái ống nước này đâu mày có gì tôi. Em nhập khẩu từ bên Trung Quốc về anh trai. Hồi nãy thằng lầy gũ em đi xuống vậy đào ống nước của lão già. Đúng rồi, tao nghĩ cái cây này dùng cho ngành nước thôi nè. Mà tại sao mày lại lấy dùng cho ngành cây? Cái gì luôn, dám bán nước bạn bè à? Ôi, bây giờ phân ra Gino làm thân cây cho anh. Cái này đây. Rồi Tuấn Lầy làm cho anh hai chiếc lá. Đây, chiếc lá lấy cái màu xanh lá cây làm đó. Còn tất cả cái màu hồng này là tôi sẽ làm cái bông hoa. Thì do chính tay tôi sẽ làm cái bông hoa cho mọi người coi. Bây giờ đầu tiên là sếp sẽ uống cái này lại để cho nó thành cái cánh. Hơi khó nha sếp. Sao khó mày chưa làm nó khó rồi sao tao làm? Đó, bây giờ đây như là gấp đây này. Gấp đây này. Rồi để sếp làm cho coi nha. Đó. Đấy. Rồi sau đó dính bánh tam giác quá. Đúng, đầu tiên là mình nó sẽ ra cái bánh tam giác. Đó. Rồi. Cái kéo đâu? Kéo này. Cắt đường này anh ta. Đúng rồi. Đây bây giờ xỉa ra. Ủa? Không, lỗi tự tính lại coi. Bây giờ đâu cầm thử này coi. Bây giờ Dudu cầm cái chốt cho anh coi đã. Bây giờ là mình sẽ uống ra nha. À đó, đó bây giờ mình lắc để cho cái sống mình túm nó lại ra bông, sao cái này nó xịu. Nó xịu. Dạ đây, không phải là cái mông của tôi sẽ làm được như vậy. Lát nữa tôi sẽ có cái tác động cho nó thẳng lên lại như vậy đã. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua giám sát làm cái cành bông cô như thế nào. Bây giờ tôi sẽ đi qua để tôi coi anh Tuấn Lệ làm hai cái lá như thế nào nghe. Vẽ đi Tuấn. Dạ, bây giờ em sẽ đo mẫu trước anh trai đó. Đó, trước tiên cái lá là mình sẽ vẽ từ đây cho tới xuống đây. Tại vì với cái tương thích cái độ mà cái cây của mình nó bự như vậy thì cái lá nó cũng phải bự cỡ đó. Yeah. Dạ, ok, vẽ đi. Cái lá nó sẽ bò. Cái lá gì vậy? Từ từ anh coi kia coi. Để em đồ cái. Tại anh biết sao không? Cái giấy này nó không ăn mực. Với lại nó không có thẳng anh trai. Đó. Trời sao cái lá gì đâu phản cho vậy? Tại đâu để vẽ coi cầm. Để em xem coi. Đây bây giờ tôi sẽ đồ chiếc lá cho anh Tuấn bự bự rồi xíu để anh Tuấn cắt cho đẹp nha. Nghe chưa? Dạ. Bây giờ anh chỉ cần anh cắt cái lá này trước. Sau đó anh lấy cái lá này anh in qua bên này, anh cắt thêm một cái lá nữa cho tôi rồi anh dán cái màu tím lên. Rõ chưa? Làm gì đi. Ủa chứ hai màu xanh lá anh này. Thầy một lá dán màu xanh lá lên, bây giờ cắt cái lá trước đi. Ok anh em, nãy giờ Đức dán cũng nhiều rồi, còn mấy miếng nữa xong rồi. Nãy giờ là mấy miếng rồi sếp? 3 miếng rồi, đếm đi, coi nè, cái này là 1 tầng nè, 2 tầng nè, ở giữa là 3 tầng nè. À, là bây giờ anh đang dán tầng thứ 4 đúng không anh? Đúng vậy, đang dán cái này bà riết mà tôi thấy sao cái tầng của tôi nó ra như là cái cây bông sen vậy thôi. Mà không sao, bông gì cũng được, miễn là bông thôi đúng không Vinu? Đúng vậy anh. Có bông là phụ nữ là sẽ thích liền đó. Anh Đức thì cứ quấn xuống, nãy giờ là tôi quấn cái cây này là rất là dày luôn rồi nha. Em nghĩ chị Vi sẽ rất là cảm động luôn anh Trần. Cảm động thì ai cần, chị Vi có thích hay không mới là quan trọng nè. Cảm động là thích rồi sếp. Ok anh em, bây giờ tôi mới làm xong lá nha anh em. Giờ tôi sẽ kêu anh Đức vẽ cái khung sườn cho tôi. Giao giờ làm cái lá rồi bây giờ kêu anh vô vẽ là sao vậy? Anh trai vẽ đẹp hơn. Vẽ có gì đâu mà đẹp chứ không đẹp. Đó vẽ thẳng đi thôi đây nè. Rồi bây giờ ở đây là cái lá nó sẽ cong ở đây nè. Chỉ 3 cái lá, cái lá là cái sống sẽ 3 cái lá. 3 cái lá là sao anh trai? 3 cái sống. Rồi bây giờ ở đây cái mình tô viền cái này là để cho nó lên hình, thấy không, nó lên 3D đồ. Quá trời luôn, mỹ thuật ngày xưa anh trai là 10 điểm không nha mày. Thì em có 0 điểm chứ nhiêu. Anh có cần vẽ mấy cái gừng lá không anh? Mấy cái gừng lá nè má. Nhỏ nhỏ luôn anh. Gừng nhỏ. Thôi khó thấy lắm, mình đã làm cái bông hoa khổng lồ rồi, mình phải làm cái bự bự vậy được. 3 hours later. Dạ, bông của anh tặng chị Vê đâu? Vinu ơi, bông ra đây, bông ghê. Trời, sao cái lá làm gì nó yếu vậy? Người ta là cái lá phải dảnh lên chứ, sao cái lá lại dảnh xuống vậy? Cái này là gọi là cái gì quên nữa kìa. Chuông đạp nước. Cái bông này có tên với bọn anh trai. Cái bông này đó là tên là bông chuồn chuồn. Ủa, sao mày đòi cái kia chú mua vậy? Em làm giống mấy ông chú bên em á. Không sao đâu, đội hình đẹp rồi, bây giờ đi ra tặng bông cho chị Vê thôi. Đi xem ơi. Ờ nhưng mà khoan đã, hình như chị Vê đi mua cơm gà xối mỡ rồi, đợi bà về rồi mình tặng luôn. Ngon quá. Đứng lại. Đi đâu đó? Đi mua cơm gà xối mỡ nè. Mua cơm gì đây? Mua cơm gà xối mỡ đùi gà có 3 bịch ngâm rong biển. Hôm nay anh có một cái món quà tặng cho em nhân dịp ngày 8 tháng 3 rất là lạ luôn. Đúng rồi, bảo đảm em thấy quà này là lạ liền luôn, khủng lồ luôn. Thì phụ nữ nó thích bông hoa đúng không? Mà mua cái bông hoa tặng có chút xíu quen rồi. Hôm nay anh làm cái bông hoa khủng lồ tặng cho em luôn. Làm được không trời? Trời sao không được? Thôi là sáng giờ ban anh làm quá trời, để đâu đem bông ra. Bông đâu? Tại sao cái bông mà nhìn giống như cái cây súng bazooka vậy? Cái này anh rái tưởng mà. Còn dính cục lông chó đi nữa nè. Đây, đây. Cầm coi để anh tặng người yêu anh coi. Bây giờ anh sẽ review sơ cái bông này cho B. B để xe đi. Xe đi vô đây. Cái nào ở cỡ xe. Đúng rồi, review là phải vô luôn xe này. Đó, đến đây. Review đẹp quá. Tên tên tên. Hây. Đây chính là chiếc bông tình yêu cánh bướm chuồn chuồn tặng cho bà Dê, hai cánh thì có hoạt động được luôn nha. Đó hả? À, dạ. Bà Dê biết cái bông này là bông gì không? Bông gì? Đây chính là bông dạng thọ. Đây chính là bông dạng phúc, có nghĩa là đây là chúc phúc cho chị Dê. Ủa, sao hai chị trẻ hay vậy? Trời ơi, sáng giờ cắt kỹ lắm, mỗi lần cắt mỗi từng nếp, cái sau đó mình gấp lại mình dán lên chứ bộ. Ờ mà hai lá nó không chĩa lên được. Đâu, tính ra hai cái lá lúc đầu là thiết kế nó chảnh vậy nè, nhưng mà khi dán nó keo vô buông ra cái xìu. Giờ giống như hai cái lỗ tai của chưa bắt giới vậy đó. Em thấy cái cây này giống cây đại bác á. Không, cái cây này là cây ống nước. Mà sao ngộ à, cái cành đó thì bự như vậy, cái lá cũng bự mà cái bông có chút xíu à. Ủa bà Dê thấy cái bông này giống như ở trong mấy cái cột mà đám cưới à. Thấy anh mốt anh làm mà về tiệc cưới thấy cũng hợp lý lắm á. Đó đúng rồi, bận đồ vét cô dâu chú rể dẫn chương trình nè. Ủa hôm nay làm vụ đồ vét thì ghê vậy. Thì hôm nay tặng bông chú Dê mình phải bận đồ như vậy nó mới hợp lý chứ. Tại sao không nói mà đồ đẹp đấy anh? Ờ quên trời rồi mới bận tặng bất ngờ mà. Tối nay đi ăn với anh nghe. Ăn gì? À ăn cơm chó lẩu. Buffet lẩu hả? Ờ đúng rồi, rồi bây giờ anh tặng cho Quê, rồi bây giờ Quê tặng lại cho anh một nụ hôn đi. Rồi ok anh em luôn, nhân dịp hôm nay là ngày 8 tháng 3 thì tôi cũng xin chúc cho toàn thể chị em phụ nữ trên thế giới là sống lâu trăm tuổi, gặp nhiều hạnh phúc, gặp có những cái người chồng mà biết yêu thương vợ mình, chẳng hạn giống như tôi đây là yêu thương hết bực cho chị Dê, quan tâm chị Dê mỗi ngày luôn, đến nỗi mà bây giờ lo làm cái bông mà để cho chị Vê đi mua cơm về cho mình ăn luôn là tự nhiên cái chúc người ta sống 500 tuổi chi đó đó gì đây đó. Bây giờ cái lá này là cũng đẹp, chấm điểm là 7/10 ha mọi người, đặc biệt nhất là cái này là đẹp đó, cái này là rất là đẹp ra, cái này là tự tay anh Đức làm, còn hai cái phần này là hai thằng để làm nên nó làm hơi ẩu. Tại sao cái bông mà dán bằng keo gì ghê vậy? Thì đó bởi này cái bông thấy mét bởi vậy hơi khó xíu mọi người, mà được cái là đúng được nha. Cái bông này nói chung là cũng cảm ơn Đức đã dành rất là nhiều thời gian để làm cây bông cho mình. Trời gì vậy? Trồng cây luôn à, cây bông là trống vô trong đây luôn. Cây bông thì đúng rồi, TikTok cái cây bông này sao nhìn giống như trái tên lửa mà nó bay cái cắm nước vậy. À cái này là tên lửa chuẩn bị phóng lên anh. Rồi ok luôn, bây giờ nếu như mà anh em thích cho tôi làm những cái clip như thế này nữa thì anh em cứ comment bên dưới. Anh em nào mà thấy anh Đức bận đồ vest khá là đẹp trai luôn thì cũng comment cho anh Đức biết luôn. Nhưng mà khỏi comment đi, tôi cũng biết là tôi đẹp trai mà. Đấy.